ba người xúm lại làm bánh thì người làm lặt vặt. Dạ. Tự sắt tự sao. Nhìn nè, mọi người và các bạn nhìn cái lớp mỡ hành. Ui trời ơi. Này làm dầu không à, cái đó gốc hành. Dạ. Gốc hành mình phi vàng, còn cái kia là dầu chứ không có là mỡ. Cái này là gốc hành đó hả chị? Hành. À có gốc hành, nãy giờ nhìn là tưởng Vy ơi, cô Vy. Ôi, cô Vy. Hả? Cái gì? Hi, xin chào mọi người, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì chắc là mình sẽ dành 30 giây quảng cáo. Thì đây là cái mũ chống dịch đang hiện tại đang hot. Thì Phú cũng bon chen trong tình hình kinh tế khó khăn, không biết là sắp tới có thể ra đường quay được tiếp hay không. Thì mới tìm cũng mua về cái này, mình có đăng trên Facebook mình bán với giá là 159.000 một cái, mua hai cái là 150. Nếu mà mua trên 20 cái thì mua tính giá sỉ. Mua giá sỉ thì mọi người có thể để số điện thoại hay là ở phía dưới á, địa chỉ thông tin hoặc là liên hệ qua Facebook mình để mua nón nha. Kiếm thêm. Rồi dở dậy vấn đề chính ngày hôm nay thì mình đang ở đường Phạm Văn Chí. Thì hôm trước á, mình quay cái bánh canh 300k thì mình đi ngang mình có thấy buổi chiều đó mình thấy có thấy một cái gánh bánh bèo và rất là nhiều loại bánh nữa mà người mua rất là đông luôn, cho nên ngày hôm nay mình tới đây để mình giới thiệu cho mọi người cái địa chỉ này để mọi người có thể thưởng thức món bánh bèo này nha. Và địa chỉ hiện tại mình đang ở là 120 lấy số lẻ chẳng đi 120 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6. Thì 3 giờ là chị bán. Thì bây giờ mình sẽ hỏi xem cái đoạn đường chị bán hay là chị để một chỗ chị bán. Thì trước khi xem tiếp, cô chú anh chị các bạn nhớ là share cũng như là ấn nút subscribe để ủng hộ kênh. Rất cảm ơn mọi người và các bạn rất là nhiều. Bây giờ xin mời tất cả mọi người chúng ta qua tìm hiểu. Đội này chắc lát hồi để ăn đội này quá. Trong xã hội tấp nập, mưu sinh hè phố là một nghề vô cùng vất vả và lam lũ. Chắc hẳn những người bán hàng bám trụ được lâu năm là những người thực sự có tâm với nghề. Và rồi, giữa thành phố nhộn nhịp, chúng tôi phát hiện ra một quán gánh nhỏ nép mình ở góc vỉa hè khu quận 6 cùng chị chủ có giọng Huế đặc sệt. Hai ta ngồi quán bên đường, bánh bèo kết nối, tơ duyên đôi lòng. Chỉ cần nghe qua câu ca dao trên thì mọi người và các bạn đã biết hôm nay mình sẽ ăn gì rồi, đúng không? Món bánh bèo của hôm nay dù được người Huế chính gốc làm ra nhưng cũng đã có phần Sài Gòn hóa để làm hài lòng những thực khách mê ăn những chiếc bánh quê bình dị, dân dã này. Nào, chúng ta cùng thưởng thức nha. Rồi, mình mới vừa ngồi vô thì bây giờ là đang có 3 người mua, mình phải đợi. Trong lúc này mình xem gánh bánh của chị nha. Mình xin phép hỏi chị tên gì hả? Chị gái. Chị gái hả? Dạ. Rồi, cái mâm bánh nhìn rất là hấp dẫn luôn mọi người, các bạn nhìn này quá trời luôn. Chả nem, rồi bánh bột lọc, bánh bèo, bánh đúc, bánh ít trần. Một hộp về chị bán 30.000. Một hộp 30.000 là đầy đủ hết. Đầy đủ hết luôn, là có đầy đủ lại chả luôn. Chả kia luôn. Dạ. Cái trường hợp chị đang bán là 30 thập cẩm luôn đúng không? 30. Dạ. 25 cũng được, 20 cũng được, tùy theo người ta mua ít thì mình bán. Dạ. Bên đây nè mới hấp dẫn nữa nè. Mọi người các bạn nhìn thấy không? Đậu xanh. Ôi. Cái thau mỡ hành nhìn ngon quá. Đó là bánh mì phải không chị gái? Bánh mì chiên. Ruốc. Của bé anh con xé. Đây là mình bán bao nhiêu loại bánh nha chị gái? Bốn loại. Bánh bèo, bánh ít trần, bánh bột, bánh bột lọc. Dạ. Bánh cuốn nữa, có bánh cuốn mà giờ chị dạ thấy bán
nó hơi chậm chậm cái gì đó. Cái bánh cuốn là giống cái bánh mà cuốn có tôm thịt ở trong, thịt bằm này nọ không chị? Bánh cuốn với cuốn ruốc đỏ đỏ đó. À. Cuốn dân của bột lọc này nè. À, bánh bánh cuốn nhưng mà cuốn nhân bột lọc. Giống dân ruốc của bột lọc. Dạ. Mà ăn cũng ngon lắm. Dạ. Chị gái là người người ở đâu? Người Huế. Chắc chị vô đây bao lâu rồi? Có mấy năm rồi. Mấy năm. Chị bán gì đó cho người ta dễ nghe chứ. Dạ đúng rồi. Dạ từ lúc chị vô là chị đã bán món này luôn á chị gái. Chị vô là chị đã bán món này luôn. Chị vô chị bán 27 hay 8 năm rồi mà chị mới ngồi đây chừng 10 năm rồi. À ngồi đây. Lúc đó là chị gánh đi. Dạ. Sao chị thấy ngồi đây vẫn được á, chị ngồi luôn đến giờ. Dạ yeah, coi như là bây giờ là ngày nào chị cũng sẽ ngồi ngay vị trí này. Mấy giờ chính xác chị sẽ bán? Chính xác là 3 giờ mà nếu có thể làm được sớm hơn chút thì 2 giờ rưỡi chị tới. Dạ. 2 giờ rưỡi 3 giờ kém. Dạ. Có bữa thì tới hơn 3 giờ cũng có. Dạ nói rồi. Chung là canh khoảng 3 giờ là khoảng vừa. Còn những cái ngày đặc biệt thì chị gái có nghỉ không? Cũng có lúc nghỉ mà ít lắm. Ít nghỉ. Thường là chủ nhật cũng bán rằm ngày chay cũng bán. Bán luôn. Trời nhìn ngon quá trời. Cái này là chị tự làm hay là như thế nào? Tự làm. Chả chị chả lấy ở ngoài Huế hay sao? Bánh thì mình làm. Dạ. Chả mình mua của người Huế làm luôn. Dạ người Huế làm. Đây là cái chả chả Huế, chả lụa với chả chiên hả chị? Chả lụa, chả chiên. Chả lụa, chả chiên. Nó nếp trần ở trong. Chả là hai loại đó. Chả chiên này là người Bắc. Dạ. Còn chả cây là chả Huế là người ta ưa làm chả cây cây. Dạ. Cây rất là to. Ở bình thường ví dụ mà bán, ví dụ mà muốn ăn thêm chả mà chị bán là lẻ bao nhiêu? Nói chung là chả hồi trước là chị bán 5.000, bây giờ chả cao rồi chị lấy vốn 5.000 là chị bán 6.000. Dạ. Mà ai ăn thêm thì nhiều khi cũng tính vô tính chả luôn. Dạ. Bao nhiêu 6.000 một cây chả thêm. Rồi ăn thêm bao nhiêu mà mấy ngàn bánh đó, thì nói thì chị cũng bán đúng không chị? Thường em thấy mấy bánh khác không có cái ngò với ớt này là chị rắc lên để cho nó hấp dẫn thêm hả chị? Nó đẹp. Nó đẹp, dạ đúng rồi ha. Nhìn ở ngoài nó rất là hấp dẫn. Ở đây là ngồi ăn tại chỗ là có dĩa không chị hay là mình ăn bằng hộp? Ăn bằng hộp. Dạ ăn hộp luôn. Ôi, mỡ hành. Cũng là chị làm luôn, chị làm mấy này từ mấy giờ? Nói chung là mấy người trong nhà làm, người làm việc này, người làm hai ba người xúm lại làm bánh, người làm lặt vặt. Dạ. Tự sắt tự sao. Nhìn nè, mọi người và dạ, các bạn nhìn cái lớp mỡ hành. Ui trời ơi. Này làm dầu không à, cái đó gốc hành. Dạ. Gốc hành mình phi vàng, còn cái kia là dầu chứ không có là mỡ. Cái này là gốc hành hả chị? Hành. À có gốc hành, nãy giờ nhìn là tưởng cái em tưởng là túp mỡ. Cái gốc hành á là cái màu này nè, cái màu cam cam nè. Là cái gốc của củ hành, cái cây hành đó. Vì chị làm dầu á mà trong cái bánh không có làm mỡ. À, chị làm dầu chứ trong bánh không làm mỡ. Rồi, chắc nhờ chị làm giùm em một phần thập cẩm. Em ăn đây luôn hả? Dạ, em sẽ ngồi đó em ăn. Thập cẩm nè. Thập cẩm nè. Hai cái bánh ít trần. Hai bánh đúc. Bánh bèo này là bánh bèo Huế là không có cái phần đậu xanh. Cái này là có lai là bỏ đậu xanh luôn. Có lai là mới bỏ đậu xanh luôn. Bỏ đậu xanh. À, người ta ăn người ta có đậu xanh. À dạ. Không có đậu xanh không thích. Nhưng mà bình thường thì vẫn để gì, ví dụ chị vẫn bỏ đậu xanh vô đúng không? Hay là ai yêu cầu chị mới bỏ? Chị bỏ đều hết. Dạ bỏ đều nào hết. Người nào nói coi không như, bỏ thì chị mới không bỏ. Coi như ai ăn thích ăn mà không bỏ. 25-30 anh muốn không? À đậu xanh. Bánh mì chiên. Cay luôn à? Dạ lấy em nước mắm cay luôn. Dạ. Em thì ăn cay được, hơi dở thôi. Dạ rồi. Em cảm ơn. Rút mặt lên. Yeah.
Tại vui. Nón này cũng thời trang nha, vừa chống dịch nhưng mà vẫn là có thời trang nha mọi người và các bạn. Mình có up hình mấy bạn nữ chụp cái nón này nè, cũng rất là fashion. Đây, bây giờ là trên tay Phú là một phần bánh bèo, bánh ít trần, bánh bột lọc 30.000. Mình nhớ không lâu thì có một bạn khán giả cũng kêu mình quay bánh bột lọc. Thì ngày hôm nay vừa có bánh bột lọc mà những có những cái bánh khác nữa, rất là đầy nhiều thứ, nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ mình xem lại ha. Mọi người nhìn nè, đó, rất là mỏng. Ai không ăn đậu xanh có thể nói chị không bỏ đậu xanh vô. Đây, có bánh mì chiên dụng dụng, được cắt hạt lựu. Chả mình chắc mình để phần bên đây luôn nè, anh em. Nhìn ngon quá trời. Chả chiên nguyên miếng luôn nè. Đó. Chả quế, đây một cây. Cây này cũng rất là to. Rồi, bánh đúc là phần ở dưới đây nè. Đó. Một hộp này là 30.000. Thấy cũng rất là chất lượng á. Đây, Gia Phú và Mèo xin mời cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bánh bèo. Ăn từng chiếc bánh nha. Ăn cái lớp đậu xanh trước thử. Nó bột xanh rất là mịn, không có bị ngấy, không có ngọt. Nó vừa. Tại vì nó không giống những cái bánh bèo mà mình từng ăn. Nó có một chút xíu độ dẻo, độ dai. Nhưng mà rất nhiều nhau, rất dễ cắn. Bánh mì dụng dụng, giòn gụm luôn mà không có bị gắt dầu. Bánh đúc gấp rồi. Cái lớp bột bánh đúc á nó thơm, cái vị mà bột bánh đúc á nó lan tỏa trong cái miệng mình thơm đúng không? Thì trang vừa đủ thôi nha, cho nên phòng hò thì mọi người có thể xin nước mắm nhiều hơn nếu mà ai mà thích ăn nhiều nước một chút xíu. Màu vàng cam ha, mọi người thấy màu vàng cam. Bánh ít trần đây, ớt cay quá. Bánh ít trần á, ở trong là đậu xanh. Thì cái lớp bột bánh ít trần này nó hơi dày một chút xíu, nhưng mà nó không có bị dính bột. Mà cái đậu xanh á, nói chung là cái viên này ăn nó giống như cái viên trôi nước kìa. Y chang viên trôi nước luôn. Cháo lụa. Mua phấn nạp. Không, phấn nạp là mày mua. Tao mua của riêng tao, hai hộp đem về. Chả dù sắc cũng rất là dày mà không có được pha nhiều người chả nhiều lắm. Mình chờ tới đây cho chiên. Vị trí này khó quay lắm nha cả nhà. Thì như mọi người đã biết thì những cái bánh bột lọc hay bánh nước trần này là của Huế, thì mà chị người Huế nữa thì coi như là cái món này coi như là đúng chuẩn luôn rồi. Mọi người nhìn quá trời mọi người mua luôn. Nghĩ sao tao quay cho người ta. Thì bây giờ quay lại đi, rất là nhiều người mua đi một vòng ở bên đây nữa. Mình phải trời sao đông quá vậy, càng ngày càng đông. Mình cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình. Tao không giống quay lưng lại đâu, tao quay lưng lại thấy rất là nguy hiểm. Rồi giờ ăn cái bánh bột lọc nè, rất tốt à. Nhỏ nhỏ xinh xinh, màu nó hấp dẫn. À có ruốc nữa, cái ruốc nó cũng không có ngọt nữa. Còn ở trong. Trời. Nó bột lọc này nó trơn. Nó dễ nhai, dễ dài, đã lắm. Và cái lớp ruốc ở trong nó rất là đậm đà, đậm vị. Nó không phải như cái lớp ruốc ở ngoài, những cái rác ruốc rác ở ngoài nha. Như trong có tôm nhé.
ngon quá bạn chả. Ngon. Trong cái một lọc đó, nó có cái giống như là bột bột tôm. Cái viên bột lọc để miêu tả anh sẽ ta ăn như cái viên kẹo dẻo. Đây chảo rồi vậy. Cho em nhiều tiêu. Cái chả thì cá nhân mà thấy rồi, nó chưa đủ thuyết phục mình với cái chả này, nhưng mà vẫn ngon, cái chả nó vẫn dày. Để miêu xả là mình cần cái chả nó đậm vị hơn nữa mình thì mình thích hơn. Và còn một nguyên liệu nữa chưa ăn anh em, chỉ sắc đều vậy thôi, như miếng lạp xưởng, không dày không mỏng. Nem chua, vị chua vừa cắn là cái vị chua nó tả liền, nó không có vị ngọt nhiều. Đầy đủ rồi á. Hấp viên muỗng luôn nha. Nãy giờ cứ khoảng là 10 phút là sẽ có một đợt khách tới vô vậy. Chỉ là một gánh bánh nhỏ thôi nhưng mà vô cùng là chất lượng luôn. 30.000 cho một cái hộp, hộp cẩm đầy đủ. Nói chung là một cái hộp này mình cảm thấy nó là nó vừa mang đầy đủ hương vị, màu sắc, rất là nhiều thứ ở trong một cái phần như vậy, nó hòa quyện lại với nhau, ăn rất là tuyệt vời. Ai mà là tín đồ của những cái món này thì không nên bỏ qua địa điểm này, 120 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6. Gánh bánh của chị gái, phải nói là những cái chiếc bánh Huế chị làm ăn rất là ngon. Nó có một cái nét đặc trưng riêng so với những cái gánh bánh mà mình đã từng ăn. Đó là điều đầu tiên. Nước mắm ở đây cũng làm rất là ngon. Những cái bánh mì hay là những cái thậm chí cái mỡ hành của chị có cái gì nãy chị nói là rễ, cái gốc hành nữa, ăn nó cũng có một cái vị lạ lạ nữa, rất là tuyệt vời luôn. Thì nãy mình chưa có nói cái giờ ngưng bán của chị, là chị bán khoảng từ 2:30 đến 3 giờ chị sẽ dọn ra đây và chị bán. Thì chị bán chỉ trong vòng 2-3 tiếng thôi là hết rồi. Chậm nhất là 6 giờ. Cho nên mọi người ai ở gần đây hoặc là ở xa thì mọi người nên tranh thủ ha. Rồi, rất cảm ơn cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã theo dõi clip từ nãy đến giờ. Luôn nhớ một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Mọi người xem xong cái này có cảm nhận gì cho mình bình luận ở dưới phía dưới nha. Rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại. Ai muốn mua nó liên hệ Facebook. Quay thôi.